hội thứ hai phẩm duyên khởi tôi nghe như vầy một thời ở núi thiếu phong thuộc thành vương xá đức thế tôn cùng với đại chúng bí xô năm ngàn người đều là bậc a la hán đã diệt trừ hết các lậu hoặc không còn phiền não được chân tự tại tâm thiện giải thoát tuệ thiện giải thoát như ngựa hay rồng lớn được thuần thục việc cần làm đã làm việc cần giải quyết đã giải quyết xong đã bỏ các gánh nặng được tự lợi hết các kiết sử tránh chi giải thoát trí tâm tự tại cứu cánh đẹp nhất chỉ trừ Ananda còn ở địa vị hữu học đắc quả dự lưu trong đó cụ thọ thiện hiện là bậc thượng thủ lại có 500 trăm bí sô ni đều đắc quả a la hán trong đó tôn giả chỉ dự là bậc thượng thủ lại có vô lượng chúng ô ba sách ca ô ba tư ca đã được kiến đế lại có vô lượng vô số chúng đại Bồ Tát đều được Đà La Ni và Tam Ma Địa thường an trụ tánh không, hoạt động trong cảnh giới vô tướng, nguyện, vô phân biệt, luôn luôn hiển hiện ở trước, đối với các pháp tánh đầy đủ nhẫn bình đẳng, được vô ngại biện tài, thần thông bất thối, lời nói, việc làm thanh cao, siêng năng không biếng nháp, truyền bá chánh pháp, không có mong cầu, ứng hợp chân lý căn cơ lìa các dối gạt, đối với pháp nhẫn thâm sâu đạt đến chỗ rốt giáo, trừ các sợ hãi làm cho quân ma hàng phục, diệt trừ tất cả các hoặc và nghiệp chướng, đầy đủ trí tuệ biện tài, phương tiện quyền xảo đã vô số kiếp tra nghiêm bằng đại thệ nguyện trước khi nói biểu lộ nét mặt tươi vui nụ cười hàm tiếu khen ngợi bằng lời nói hay đẹp thông suốt vô cùng oai đức tôn nghiêm ở giữa chúng không sợ phong thái nhàn nhã đi đứng hợp với nghi tắc giảng chánh pháp thông suốt như nước chảy trải qua nhiều kiếp không dứt quan sát các pháp đều như huyễn như sóng nắng như cảnh trong mộng như trăng dưới nước như tiếng vang như hoa đốm trên không như bóng hình trong gương như thành cản thát bà các thứ biến hóa đều biết là không thật chỉ hiện ra giống như có Tâm không thấp hèn mà thản nhiên, không sợ nên có thể lãnh hội được tất cả pháp môn, hiểu rõ thông suốt tâm hạnh, chỗ hướng đến của chúng sanh mà cứu vớt họ, thành tựu nhẫn tối thượng, khéo biết thật tánh, tiếp nhận đại nguyện của vô số chư Phật ở vô biên cõi Phật trong khắp mười phương, thường thiền định, chánh niệm tỉnh giác vì muốn độ chúng hữu tình nên đã từng phụng sự khuyến thỉnh chư phật trụ lâu ở đời chuyển bánh xe tránh pháp diệt trừ các phiền não kiến chấp trói buộc an trụ vô lượng trăm nghìn pháp môn đẳng trì dẫn phát vô biên thiện pháp thù thắng các đại bồ tát này đầy đủ vô lượng công đức như vậy các vị đó là Bồ Tát Hiền Hộ, Bồ Tát Bảo Tánh, Bồ Tát Đạo Sư, Bồ Tát Nhân Thụ, Bồ Tát Tinh Thọ, Bồ Tát Thường Thọ, Bồ Tát Đức Tạ, Bồ Tát Thượng Tuệ, Bồ Tát Bảo Tạ, Bồ Tát Thắng Tuệ, Bồ Tát Tăng Trưởng Tuệ, Bồ Tát Bất Hư Kiến, Bồ Tát Thiện Phát Thú, Bồ Tát Thiện Dũng Mãnh, Bồ Tát Thường Tinh Tiến, Bồ Tát Thường Gia Hạnh, Bồ Tát Bất Xả Ách, Bồ Tát Nhật Tạ, Bồ Tát Vô Tỷ Tuệ, Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Đắc Đại Thế, Bồ Tát Diệu Cát Tường, Bồ Tát Kim Cương Tuệ, Bồ Tát Bảo Ấn Thủ, Bồ Tát Thường Cử Thủ, Bồ Tát Từ Thị, như vậy vô lượng trăm ngàn muôn ức đại Bồ Tát đều là con của Bậc Pháp Vương có thể nối ngôi tôn quý mà làm Bậc Thượng Thủ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn tự trải tọa cụ ngồi kiết già trên tòa sư tử thân ngay thẳng an trụ chánh niệm nhập chánh định tối thượng các chánh định đều được sanh ra từ chánh định này bấy giờ với chánh chi chánh niệm đức thế tôn an tường xuất ra khỏi đẳng trì vương ấy với thiên nhãn thanh tịnh quán sát hằng hà sa số thế giới chư phật trong mười phương toàn thân hoan hỷ từ nơi tướng thiên bước luân dưới hai bàn chân phóng ra sáu mươi trăm ngàn vô số ánh sáng từ mười ngón chân hai mu bàn chân hai gót chân bốn mắt cá hai ống chân hai bắp chân hai đầu gối hai đùi vế hai bắp vế eo hông bụng lưng rốn tim ngực chữ vạ ngay ngực hai bên vú hai nách hai vai hai bắp tay hai khuỷu tay hai cánh tay hai cổ tay hai bàn tay mười ngón tay ót cổ họng má cằm hai gò má đỉnh đầu trán hai chân mày hai mắt hai tay, hai mũi, miệng, bốn răng cửa, bốn mươi răng, tướng lông giữa đôi chân mày đều phóng ra sáu mươi trăm ngàn, vô số ánh sáng. Mỗi tia sáng này đều chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới, từ đó nối tiếp chiếu đến hàng hà xa số thế giới chư Phật trong mười phương. Chúng sanh nào gặp ánh sáng này chắc chắn sẽ được vô thượng tránh đẳng giác. Bấy giờ Đức Thế Tôn vui vẻ, từ các lỗ chân lông trên thân đều phóng ra mươi trăm ngàn vô số ánh sáng. Mỗi tia sáng này đều chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Từ đó nối tiếp chiếu đến hàng hà xa số thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh nào gặp ánh sáng này chắc chắn sẽ được vô thượng tránh đẳng giác. Bấy giờ Thế Tôn hiện thân ánh sáng chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Từ đó nối tiếp chiếu đến hằng hà xa số thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh nào gặp ánh sáng này chắc chắn sẽ được vô thượng tránh đẳng giác. Bấy giờ Thế Tôn vui vẻ mỉm cười từ trong miệng của Ngài phóng ra tướng lưỡi rộng dài bao trùm khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Lại từ tướng lưỡi phát ra vô lượng trăm ngàn ánh sáng nhiều màu sắc từ trong ánh sáng nhiều màu sắc này hiện ra hoa sen báu. Ngàn cánh của hoa sen ấy đều có màu hoàng kim được trang nghiêm bằng các châu báu. Ánh sáng hoa sen ấy chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới, từ đó nối tiếp chiếu khắp hàng hà xa số thế giới chư Phật trong mười phương trong các đài hoa đều có vị hóa phật ngồi kiết già thuyết giảng diệu pháp mỗi mỗi pháp âm đều thuyết pháp tương ưng với sáu pháp ba la mật đa hữu tình nào nghe được chắc chắn sẽ chứng đắc vô thượng tránh đẳng giác bấy giờ vẫn ngồi trên tòa thế tôn an trụ vào tránh định sư tử hiện oai lực thần thông làm cho ba ngàn đại thiên thế giới biến động sáu cách rung động rung động mạnh rung động mạnh đều khắp vọt lên vọt lên mạnh vọt lên mạnh đều khắp vang động vang động mạnh vang động mạnh đều khắp khua đập khua đập mạnh khua đập mạnh đều khắp gầm giống gầm giống lớn gầm giống lớn đều khắp nổ nổ lớn nổ lớn đều khắp lại làm cho phía đông vọt lên phía tây chìm xuống phía tây vọt lên phía đông chìm xuống phía nam vọt lên phía bắc chìm xuống phía bắc vọt lên phía nam chìm xuống ở giữa vọt lên bốn bên chìm xuống bốn bên vọt lên chính giữa chìm xuống, mặt đất mềm mại thanh tịnh chiếu sáng, làm cho chúng sanh được lợi ích an vui. Khi ấy tất cả chúng sanh trong các đường ác, địa ngục, bàng xanh, ngạ quỷ, địa ngục vô gián, hầm lửa trong ba ngàn đại thiên thế giới đều được thoát khỏi khổ nạn. Sau khi bỏ thân này được sanh vào loài người và cõi trời lục dục, Nhớ đến đời trước nên vui mừng hớn hở đồng đến gặp Phật, tâm thành kính đảnh lễ dưới chân Phật. Từ đây lần lần đến khắp hàng hà xa số thế giới chư Phật trong mười phương. Như vậy nhờ thần lực của Phật, thế giới biến động sáu cách, tất cả chúng sanh ở trong đường ác đều thoát khỏi khổ nạn sau khi từ bỏ thân ấy, được sanh trong loài người và cõi trời lục dục nhớ đến đời trước của mình nên vui mừng hớn hở từ nơi đó đến gặp Phật. Đảnh lễ dưới chân ngài, khi ấy chúng sanh trong ba ngàn đại thiên thế giới và hằng hà xa số thế giới khác trong mười phương, người mù thấy được, người điếc nghe được, người câm nói được, người cuồng nhớ nghĩ được, kẻ loạn tâm ổn định được, người nghèo được giàu, người không có áo được áo, người đói được ăn, người khát được uống, người bệnh được trị lành, người xấu được đẹp, người tàn tật được đầy đủ, người thiếu các căn được đầy đủ, người mê muội được tỉnh ngộ, người lo buồn được yên vui. Lúc đó các chúng sanh với tâm bình đẳng đối với nhau như cha, như mẹ, như anh em, như chị em, như bạn bè, như người thân, xa lìa tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tu tập tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh tránh mạng, xa lìa mười nghiệp đạo ác, tu tập mười nghiệp đạo thiện, xa lìa tầm tư ác, tu tầm tư thiện, xa lìa phi phạm hạnh, tu tránh phạm hạnh. Ưa trong sạch, bỏ ô uế, ưa an tịnh, bỏ huyên náo, thân tâm an nhiên, phát sanh hỷ lạc. Như người tu hành nhập định thứ ba ngay trong hiện tại phát sanh thắng tuệ, đều nghĩ các việc bố thí điều phục an nhẫn tinh tấn tịch tịnh quán xét xa lìa buông lung tu hành phạm hạnh từ bi hỷ xả đối với chúng hữu tình không quấy hại nhau còn gì tốt đẹp bằng Lúc bấy giờ trên tòa sư tử, Đức Thế Tôn phóng ánh sáng thủ thắng, quay Đức cha Nghiêm che khắp ba ngàn đại thiên thế giới, và hằng hà xa số thế giới chư Phật trong mười phương, làm cho ánh sáng núi Tô Mê Lô, Tu Di Sơn, núi luân vi thiết vi vân vân các cung điện của trời thần rồng cho đến trời tịnh cư đều bị ẩn mất như ánh sáng trăng tròn mùa thu che ánh sáng của các ngôi sao như ánh sáng mặt trời mùa hạ làm mất ánh sáng các sắc như núi chúa rượu cao tu di sơn bằng bốn loại báu che mất ánh sáng của các núi khác Phật dùng thần lực hiện sát thân làm cho tất cả chúng sanh ở ba ngàn đại thiên thế giới đều trông thấy lúc ấy vô lượng vô số chư thiên trời tịnh tư, cho đến thiên chúng ở cõi trời dục giới trời tứ đại thiên người chẳng phải người trong ba ngàn đại thiên thế giới thấy như lai ngồi trên tòa sư tử uy nghiêm hào quang rực rỡ như núi vàng lớn thì vui mừng hớn hở khen ngợi là việc chưa từng có đại chúng đều đem các loại tràng hoa hương bột thơm đẹp y phục anh lạc tràng phan lọng kỹ nhạc châu báu và vô lượng các loại hoa sen xanh hoa sen đỏ hoa sen trắng hoa sen vàng hoa sen hồng hương hoa sen cõi trời hoa cây kim tiền cõi trời hương hoa lá và vô lượng các loại hoa mọc dưới nước trên bờ dâng cúng dài trên đức phật Do thần lực của Phật, các tràng hoa đó đều xoay tròn trên không, kết thành đài hoa khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Trên trời rủ xuống các loại hoa, phan lọng, chuông báu, ngọc trang sức, rực rỡ, thật đáng ưa thích. Khi ấy, cõi Phật này trang nghiêm vi diệu, giống như thế giới Tây Phương cực lạc. Hào quang của Phật chiếu sáng khắp ba ngàn đại thiên làm cho các vật trên hư không đều có màu hoàng kim hàng hà sa số thế giới chư phật trong mười phương đều như vậy khi ấy, nhờ thần lực của Phật trong các quốc độ khắp ba ngàn đại thiên thế giới, tất cả trời người đều thấy Phật ngồi ngay trước mặt và cho rằng được như lai thuyết pháp riêng cho mình lúc bấy giờ vẫn ngồi trên tòa, Thế Tôn vui vẻ mỉm cười. Từ trong miệng Ngài phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp các quốc độ trong ba ngàn đại thiên thế giới và Hằng hà xa số thế giới chư Phật khắp mười phương. Khi ấy nương theo ánh sáng của Phật, tất cả chúng sanh trong các quốc độ khắp ba ngàn đại thiên thế giới đều thấy tất cả như lai ứng tránh đẳng giác với chúng thanh văn, bồ tát vây quanh và tất cả chúng hữu tình, vô tình với nhiều chủng loại sai khác trong trong hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương. Khi ấy, nương theo ánh sáng của Phật, tất cả chúng hữu tình ở hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương cũng thấy quốc độ này có Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng tránh đẳng giác, với chúng thanh văn, Bồ Tát vây quanh và tất cả chúng hữu tình vô tình với nhiều chủng loại khác nhau. Bấy giờ ở thế giới sau cùng của hằng hà sa số thế giới về phương Đông, tên là Đa Bảo, Đức Phật hiệu là bảo tánh đang thuyết bát nhã ba la mật đa cho chúng bồ tát trong hội đó có bồ tát tên là phổ quang thấy ánh sáng lớn đại địa biến động và thân tướng của phật trong lòng phân vân nên đến chỗ phật thưa bạch thế tôn do nhân duyên nào mà có điểm này đức phật bảo tánh dạy bồ tát phổ quang từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương Tây, đến thế giới tận cùng, tên là Kham Nhẫn. Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni sắp thuyết Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng Bồ Tát. Do thần lực của Phật kia nên có điểm này. Nghe rồi, Bồ Tát Phổ Quang vui mừng hớn hở thưa, Bạch Thế Tôn con muốn đến thế giới Kham Nhẫn lễ bái cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng Bồ Tát, xin Ngài hứa khả cho khi ấy Phật bảo tánh dạy Bồ Tát phổ quang, lành thay, lành thay, tùy theo ý ông. Nói xong Phật bảo tánh đem ngàn cảnh hoa sen màu hoàng kim, có ngàn cánh, được trang trí bằng các châu báu trao cho Bồ Tát phổ quang và dặn. Ông hãy đem hoa này đến chỗ Phật Thích Ca và thưa lại lời ta như vậy Đức Bảo Tánh Như Lai có lời hỏi thăm Ngài, có được ít bệnh, ít khổ não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, an vui không? Việc đời có thể nhẫn được không? Chúng sanh có dễ độ không? Ông hãy đem hoa sen này dâng thế tôn ấy để làm các Phật sự. Đến thế giới ấy, ông nên an trụ vào chánh chi, chớ có tâm khinh mạng xem thường đại chúng và cõi Phật kia mà tự mình bị tổn đức vì sao? vì các bồ tát ấy có oai đức và trí nguyện đại đi khó ai sánh kịp, vì nguyện lực nên sanh vào cõi ấy. vâng lời Phật bảo tánh dạy, bồ tát phổ quang nhận hoa, cùng với vô lượng trăm ngàn muôn ước bồ tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đảnh lễ Phật, đi nhiễu quanh bên phải Phật rồi lui. Đại chúng đem theo vô số phẩm vật cúng dường tốt đẹp và bắt đầu đi, trải qua các thế giới chư Phật ở phương Đông, đến cõi Phật nào các vị cũng đều cúng dường, cung kính tôn trọng khen ngợi, không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, các vị đảnh lễ thế tôn, đi nhiễu trăm ngàn vòng rồi lui qua một bên. Bồ Tát Phổ Quang ở trước Phật thưa, Bạch Thế Tôn từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương Đông, đến thế giới sau cùng tên là Đa Bảo. Đức Phật hiệu là Bảo Tánh. Đức Phật ấy hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít khổ não, đi đứng thơ thới khí lực điều hòa an vui không, việc đời có thể nhẫn được không, chúng sanh có dễ độ không. Ngài bảo chúng con đem ngàn cành hoa sen màu hoàng kim này dâng Thế Tôn để làm Phật sự. Khi ấy, Phật thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen này, giải lại thế giới chư Phật ở phương Đông. Nhờ thần lực của Phật, hoa sen ấy bay đến khắp các cõi Phật, trong các đài hoa đều có vị hóa Phật ngồi kiết già, thuyết bát nhã ba la mật đa cho các Bồ Tát. Chúng hữu tình nào nghe được chắc chắn sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác. Thấy sự việc như vậy, Bồ Tát phổ quang và các quyến thuộc đều vui mừng hớn hở. Khen ngợi là việc chưa từng có Đều tùy theo căn lành cúng dường nhiều hay ít Các vị cúng dường cung kính tôn trọng Ngợi khen Phật và Bồ Tát rồi lui ra ngồi một bên Các cõi phương đông khác cũng như vậy Bấy giờ ở thế giới sau cùng của hàng hà Xa số thế giới về phương Nam Tên là Ly nhất thiết yêu Đức Phật hiệu là Vô yêu Đức Đang thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các Bồ Tát lúc đó có bồ tát tên là ly ưu thấy ánh sáng lớn đại địa biến động và thân tướng của phật trong lòng phân vân nên đến trước phật thưa bạch thế tôn do nhân duyên nào có điểm này khi ấy phật vô yêu đức bảo bồ tát ly ưu từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương Bắc, đến thế giới sau cùng tên là Kham Nhẫn, Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni sắp thuyết Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát, do thần lực của Phật nên có điểm này. Nghe nói rồi Bồ Tát Ly Yêu vui mừng hớn hở thưa. Bạch Thế Tôn có muốn đến thế giới kham nhẫn, đảnh lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng Bồ Tát, xin Ngài hứa khả cho. Lúc đó Phật vô yêu đức bảo Bồ Tát ly yêu Lành thay, lành thay, tùy theo ý ông Nói xong Phật vô yêu đức Đem ngàn cảnh hoa sen, màu hoàng kim Có ngàn cánh được trang trí bằng các châu báu Trao cho Bồ Tát ly yêu và dặn Ông hãy đem hoa này đến chỗ Phật Thích Ca Và đem lời ta thưa Phật vô yêu đức có lời hỏi thăm ngài có được ít bệnh ít khổ não đi đứng thơ thới khí lực điều hòa an vui không việc đời có thể nhẫn được không chúng sanh có dễ độ không ông hãy đem hoa sen này dâng thế tôn ấy để làm phật sự đến thế giới đó ông nên an trụ vào chánh chi chớ có tâm khinh mạng xem thường đại chúng và cõi phật ấy mà tự mình bị tổn đức vì sao? Vì các Bồ Tát ấy có oai đức và trí nguyện đại bi khó ai sánh kịp, vì nguyện lực nên sanh vào cõi ấy. Vâng lời Phật vô ưu đức dạy, Bồ Tát ly yêu nhận hoa cùng với vô lượng trăm ngàn muôn ước Bồ Tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đảnh lễ Phật đi nhiễu quanh bên phải Phật rồi lui. Khi đi, đại chúng đều đem theo vô số phẩm vật cúng dường tốt đẹp, trải qua các thế giới chư Phật ở phương Nam, ở cõi Phật nào các vị cũng đều cúng dường, cung kính tôn trọng khen ngợi, không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, các vị đảnh lễ thế tôn, đi nhiễu trăm ngàn vòng rồi lui qua một bên, Bồ Tát ly ưu ở trước Phật thưa bạch thế tôn từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương nam đến thế giới sau cùng tên là ly nhất thiết yêu đức phật hiệu là vô yêu đức đức phật ấy hỏi thăm thế tôn có được ít bệnh ít khổ não đi đứng thơ thới khí lực điều hòa an vui không việc đời có thể nhẫn được không chúng sanh có dễ độ không ngài bảo chúng con đem ngàn cành hoa sen màu hoàng kim này dâng thế tôn để làm phật sự khi ấy Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy, giải lại thế giới chư Phật ở phương Nam, nhờ thần lực của Phật, hoa sen ấy bay đến khắp các cõi Phật, trong các đài hoa ấy đều có vị hóa Phật ngồi kiết già, thuyết đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. Chúng hữu tình nào nghe được chắc chắn sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác. Thấy sự việc như vậy, Bồ Tát Ly Yêu và các quyến thuộc đều vui mừng hớn hở, khen ngợi, cho là việc chưa từng có, đều tùy theo căn lành cúng dường nhiều hay ít. Các vị cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát, rồi lui ra ngồi một bên, các cõi phương Nam khác cũng như vậy. Bấy giờ ở thế giới sau cùng của hàng hà sa số thế giới về phương Tây tên là Cận Tịch Tĩnh đức phật hiệu là bảo diệm đang thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các bồ tát trong hội đó có bồ tát tên là hạnh tuệ thấy ánh sáng lớn đại địa biến động và thân tướng của phật trong lòng phân vân nên đến trước phật thưa bạch thế tôn do nhân duyên nào có điểm này khi ấy phật bảo diệm bảo bồ tát hạnh tuệ từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương Đông, đến thế giới sau cùng tên là Kham Nhẫn. Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sắp thuyết Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát, do thần lực của Phật nên có điểm này. Nghe rồi Bồ Tát hạnh tuệ, vui mừng hớn hở thưa, Bạch Thế Tôn con xin qua thế giới kham nhẫn, đảnh lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng Bồ Tát, xin Ngài hứa khả cho. Lúc đó Phật Bảo Diệm bảo Bồ Tát hạnh tuệ, lành thay, lành thay, tùy theo ý ông. Nói xong Phật Bảo Diệm đem ngàn cành hoa sen màu hoàng kim có ngàn cánh, được trang trí bằng các châu báu, trao cho Bồ Tát hạnh tuệ và dặn. Ông hãy đem hoa này đến chỗ Phật Thích Ca và đem lời ta thưa. Phật bảo Diệm có lời hỏi thăm ngài có được ít bệnh, ít khổ não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa an vui không? Việc đời có thể nhẫn được không? Chúng sanh có dễ độ không? Ông hãy đem hoa sen này dâng thế tôn ấy để làm Phật sự đến thế giới đó ông nên an trụ vào tránh chi, chớ có tâm khinh mạng xem thường đại chúng và cõi Phật ấy mà tự mình bị tổn đức. Vì sao? Vì các Bồ Tát ấy có oai đức và trí nguyện đại bi khó ai sánh kịp, vì nguyện lực nên sanh vào cõi ấy vâng lời Phật bảo diệm, Bồ Tát hạnh tuệ nhận hoa cùng với vô lượng trăm ngàn muôn ức Bồ Tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đảnh lễ Phật, đi nhiễu quanh bên phải Phật rồi lui. Khi đi, đại chúng đều đem theo vô số phẩm vật cúng dường tốt đẹp, trải qua các thế giới chư Phật ở phương Tây. Ở cõi Phật nào, các vị cũng đều cúng dường, cung kính tôn trọng khen ngợi, không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, các vị đảnh lễ Thế Tôn đi nhiễu trăm ngàn vòng rồi lui qua một bên. Bồ Tát hạnh tuệ ở trước Phật thưa, Bạch Thế Tôn từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương Tây, đến thế giới sau cùng tên là Cận Tịch Tĩnh. Phật hiệu là Bảo Diệm, Đức Phật ấy hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít khổ não, đi đứng thơ thới khí lực điều hòa an vui không, việc đời có thể nhẫn được không, chúng sanh có dễ độ không. Ngài bảo chúng con đem ngàn cảnh hoa sen màu hoàng kim này, dâng Thế Tôn để làm Phật sự. Khi ấy Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy, giải lại thế giới chư Phật ở phương Tây, nhờ thần lực của Phật, hoa sen ấy bay đến khắp các cõi Phật trong các đài hoa ấy đều có vị hóa Phật ngồi kiết già, thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các Bồ Tát. Chúng hữu tình nào nghe được chắc chắn sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác. Thấy sự việc như vậy, Bồ Tát hạnh tuệ và các quyến thuộc đều vui mừng hớn hở, khen ngợi, cho là việc chưa từng có, đều tùy theo căn lành cúng dường nhiều hay ít. Các vị cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát, rồi lui ra ngồi một bên, các cõi phương Tây khác cũng như vậy. Bây giờ, ở thế giới sau cùng của hàng hà xa số thế giới về phương Bắc, tên là Tối Thắng, Đức Phật hiệu là Thắng Đế đang thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các Bồ Tát. Trong hội đó có Bồ Tát tên là Thắng Thọ, thấy ánh sáng lớn, đại địa biến động và thân tướng của Phật trong lòng phân vân nên đến trước Phật thưa. Bạch Thế Tôn do nhân duyên nào có điểm này? Khi ấy, Phật Thắng Đế bảo Bồ Tát Thắng Thọ, từ đây đi về hằng hà xa số thế giới ở phương Nam, đến thế giới sau cùng tên là Kham Nhẫn, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, sắp thuyết Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. Do thần lực của Phật đó nên có điểm này. Nghe rồi Bồ Tát Thắng Thọ vui mừng hớn hở thưa. Bạch Thế Tôn, con xin qua thế giới kham nhẫn, đảnh lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng Bồ Tát xin Ngài hứa khả cho lúc đó phật thắng đế bảo bồ tát thắng thọ lành thay lành thay tùy theo ý ông nói xong phật thắng đế đem ngàn cành hoa sen màu hoàng kim có ngàn cánh được trang trí bằng các châu báu trao cho bồ tát thắng thọ và dạy ông hãy đem hoa này đến chỗ phật thích ca và đem lời ta thưa phật thắng đế có lời hỏi thăm ngài có được ít bệnh ít khổ não đi đứng thơ thới khí lực điều hòa an vui không việc đời có thể nhẫn được không chúng sanh có dễ độ không? Ông hãy đem hoa sen này dâng thế tôn ấy để làm Phật sự. Đến thế giới đó, ông nên an trụ vào tránh chi, chớ có tâm khinh mạng xem thường đại chúng và cõi Phật ấy mà tự mình bị tổn đức. Vì sao? Các Bồ Tát ấy có oai đức và trí nguyện đại bi khó ai sánh kịp vì nguyện lực nên sanh vào cõi ấy. Vâng lời Phật dạy, Bồ Tát Thắng Thọ nhận hoa, cùng với vô lượng trăm ngàn muôn ước Bồ Tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ, đảnh lễ Phật đi nhiễu quanh bên phải Phật rồi lui ra. Khi đi, đại chúng đều đem theo vô số phẩm vật cúng dường tốt đẹp, trải qua các thế giới chư Phật ở phương Bắc. Ở cõi Phật nào, các vị cũng đều cúng dường, cung kính tôn trọng, khen ngợi, không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, các vị đảnh lễ thế tôn, đi nhiễu trăm ngàn vòng rồi lui qua một bên. Bồ Tát Thắng Thọ ở trước Phật thưa, Bạch Thế Tôn từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương Bắc đến thế giới sau cùng tên là tối thắng Phật hiệu là thắng đế Đức Phật ấy hỏi thăm Thế tôn có được ít bệnh ít khổ não đi đứng thơ thới khí lực điều hòa an vui không việc đời có thể nhẫn được không chúng sanh có dễ độ không ngài bảo chúng con đem ngàn cảnh hoa sen màu hoàng kim này dâng Thế tôn để làm Phật sự. Khi ấy Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy giải lại thế giới chư Phật ở phương Bắc. Nhờ thần lực của Phật, hoa sen ấy bay đến khắp các cõi Phật. Trong các đài hoa ấy, đều có vị hóa Phật ngồi kiết già, thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các Bồ Tát. Chúng sanh nào nghe được chắc chắn sẽ chứng đắc vô thượng tránh đẳng giác. Thấy sự việc như vậy, Bồ Tát Thắng Thọ và các quyến thuộc đều vui mừng hớn hở, khen ngợi cho là việc chưa từng có, đều tùy theo căn lành cúng dường nhiều hay ít. Các vị cúng dường cung kính tôn trọng, ngợi khen Phật và Bồ Tát, rồi lui ra ngồi một bên, các cõi phương Bắc khác cũng như vậy. Bấy giờ ở thế giới sau cùng của hàng hà xa số thế giới về phương Đông Bắc, tên là Định Trang Nghiêm, Đức Phật hiệu là Định Tượng Thắng Đức đang thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các bồ tát trong hội đó có bồ tát tên là ly trần dõng mãnh thấy ánh sáng lớn đại địa biến động và thân tướng của phật trong lòng phân vân nên đến trước phật thưa bạch thế tôn do nhân duyên nào có điểm này khi ấy phật định tượng thắng đức bảo bồ tát ly trần dõng mãnh từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương Tây Nam, đến thế giới sau cùng tên là Kham Nhẫn. Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni sắp thuyết Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát do thần lực của Phật đó nên có điểm này. Nghe rồi Bồ Tát ly trần rõng mãnh vui mừng hớn hở thưa. Bạch Thế Tôn con muốn qua thế giới kham nhẫn, đảnh lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng Bồ Tát, xin Ngài hứa khả cho lúc đó phật định tượng thắng đức bảo bồ tát ly trần dõng mãnh lành thay lành thay tùy theo ý ông nói xong thế tôn đem ngàn cành hoa sen màu hoàng kim có ngàn cánh được trang trí bằng các châu báu trao cho bồ tát ly trần dõng mãnh và dạy ông hãy đem hoa này đến chỗ phật thích ca và đem lời ta thưa phật định tượng thắng đức có lời hỏi thăm ngài có được ít bệnh, ít khổ não, đi đứng thơ thới khí lực điều hòa an vui không? Việc đòi có nhẫn được không? Chú sanh có dễ độ không? Ông đem hoa sen này dâng đức Phật ấy để làm Phật sự. Đến thế giới đó, ông nên an trụ vào tránh chi, chớ có tâm khinh mạng, xem thường đại chúng và cõi Phật kia mà tự mình bị tổn đức. Vì sao? Vì các Bồ Tát ấy có oai đức và trí nguyện đại bi khó ai sánh kịp vì nguyện lực nên sanh vào cõi ấy. Vâng lời Phật dạy, Bồ Tát ly trần rỗng mãnh nhận hoa cùng với vô lượng trăm ngàn muôn ước Bồ Tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đảnh lễ Phật, đi nhiễu quanh bên phải Phật rồi lui ra. Khi đi, đại chúng đều đem theo vô số phẩm vật cúng dường tốt đẹp, trải qua các thế giới chư Phật ở phương Đông Bắc. Ở cõi Phật nào, các vị cũng đều cúng dường, cung kính tôn trọng khen ngợi, không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, đại chúng đảnh lễ Phật, nhiễu trăm ngàn vòng rồi lui qua một bên bồ tát ly trần dõng mãnh ở trước phật thưa bạch thế tôn từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương đông bắc đến thế giới sau cùng tên là định trang nghiêm phật hiệu là định tượng thắng đức Đức Phật ấy hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít khổ não, đi đứng thơ thới khí lực điều hòa an vui không? Việc đời có thể nhẫn được không? Chúng sanh có dễ độ không? Ngài bảo chúng con đem ngàn cảnh hoa sen màu hoàng kim này, dâng Thế Tôn để làm Phật sự. Khi ấy, Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy giải lại thế giới chư Phật ở phương Đông Bắc. Nhờ thần lực của Phật, hoa sen ấy bay đến khắp các cõi Phật trong mỗi đài hoa ấy đều có vị hóa Phật ngồi kiết già thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các bồ tát chúng sanh nào nghe được chắc chắn sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác thấy sự việc như vậy bồ tát ly trần dõng mãnh và các quyến thuộc đều vui mừng hớn hở khen ngợi cho là việc chưa từng có đều tùy theo căn lành cúng dường nhiều hay ít các vị cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Phật và bồ tát rồi lui ra ngồi một bên, các cõi phương đông bắc khác cũng như vậy. Lúc bấy giờ ở thế giới sau cùng của hàng hà sát số thế giới về phương đông nam, tên là Diệu Giác Trang Nghiêm Thậm Khả Ái Lạc, Đức Phật hiệu là Liên Hoa Thắng Đức, đang thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các Bồ Tát trong hội đó có bồ tát tên là liên hoa thủ thấy ánh sáng lớn đại địa biến động và thân tướng của phật trong lòng phân vân nên đến trước phật thưa bạch thế tôn do nhân duyên nào có điểm này khi ấy phật liên hoa thắng đức bảo bồ tát liên hoa thủ từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương Tây Bắc, đến thế giới sau cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni sắp thuyết Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát, do thần lực của Phật ấy nên có điểm này. Nghe rồi Bồ Tát Liên Hoa Thủ vui mừng hớn hở thưa, Bạch Thế Tôn con muốn qua thế giới Kham Nhẫn, đảnh lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng Bồ Tát xin Ngài hứa khả cho. Lúc đó, Phật Liên Hoa Thắng Đức, Bảo Bồ Tát Liên Hoa Thủ, lành thay, lành thay, tùy theo ý ông. Nói xong Thế Tôn đem ngàn cành hoa sen màu vàng kim, có ngàn cánh, được trang trí bằng các châu báu trao cho Bồ Tát Liên Hoa Thủ và dạy ông hãy đem hoa này đến chỗ Phật thích ca và đem lời ta thưa Phật liên hoa thắng đức có lời hỏi thăm ngài có được ít bệnh ít khổ não đi đứng thơ thới khí lực điều hòa an vui không việc đòi có nhẫn được không chúng sanh có dễ độ không ông đem hoa sen này dâng thế tôn ấy để làm Phật sự đến thế giới đó ông nên an trụ vào tránh chi, chớ có tâm khinh mạng xem thường đại chúng và cõi Phật kia mà tự mình bị tổn đức. Vì sao? Vì các Bồ Tát ấy có oai đức và trí nguyện đại bi khó ai sánh bằng. Do nguyện lực mà sanh vào cõi ấy. Vâng lời Phật dạy, Bồ Tát Liên Hoa Thủ nhận hoa cùng với vô lượng trăm ngàn muôn ức Bồ Tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đảnh lễ Phật đi nhiễu quanh bên phải Phật và lui ra. Khi đi, đại chúng đều đem theo vô số phẩm vật cúng dường tốt đẹp, trải qua các thế giới chư Phật ở phương Đông Nam. Ở cõi Phật nào, các vị cũng đều cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, đại chúng đảnh lễ Phật, nhiễu trăm ngàn vòng rồi lui qua một bên. Bồ Tát Liên Hoa Thủ ở trước Phật Thưa Bạch Thế Tôn, từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương Đông Nam, đến thế giới sau cùng tên là Diệu Giác Trang Nghiêm Thậm Khả Ái Lạc, Phật hiệu là Liên Hoa Thắng Đức. Đức Phật ấy hỏi thăm Thế Tôn, có được ít bệnh, ít khổ não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, an vui không? Việc đời có thể nhẫn được không? Chúng sanh có dễ độ không? Ngài bảo chúng con đem ngàn cành hoa sen màu hoàng kim này, dâng Thế Tôn để làm Phật sự. Khi ấy Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy giải lại thế giới chư Phật ở phương Đông Nam nhờ thần lực của Phật hoa sen ấy bay đến khắp các cõi phật, trong mỗi đài hoa ấy đều có vị hóa phật ngồi kiết già, thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các bồ tát. Chúng sanh nào nghe được chắc chắn sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác. Thấy sự việc như vậy, bồ tát liên hoa thủ và các quyến thuộc đều vui mừng hớn hở, khen ngợi, cho là việc chưa từng có, đều tùy theo căn lành cúng dường nhiều hay ít. Các vị cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen Phật và Bồ Tát rồi lui ra ngồi một bên Các cõi phương Đông Nam khác cũng như vậy Lúc bấy giờ ở thế giới sau cùng của hằng hà xa số thế giới về phương Tây Nam Tên là Ly Trần Tụ, Đức Phật hiệu là Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức Đang thuyết đại bát nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát trong hội đó có bồ tát tên là nhật quang minh thấy ánh sáng lớn đại địa biến động và thân tướng của phật trong lòng phân vân nên đến trước phật thưa bạch thế tôn do nhân duyên nào có điểm này khi ấy phật nhật luân biến chiếu thắng đức bảo bồ tát nhật quang minh từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương Đông Bắc, đến thế giới sau cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni sắp thuyết Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát, do thần lực của Phật kia nên có điểm này. Nghe rồi Bồ Tát Nhật Quang Minh vui mừng hớn hở thưa, Bạch Thế Tôn con muốn qua thế giới kham nhẫn đảnh lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng Bồ Tát xin Ngài hứa khả cho lúc ấy phật nhật luân biến chiếu thắng đức bảo bồ tát nhật quang minh lành thay lành thay tùy theo ý ông nói xong thế tôn đem ngàn cành hoa sen màu hoàng kim có ngàn cánh được trang trí bằng các châu báu trao cho bồ tát nhật quang minh và dạy ông hãy đem hoa này đến chỗ phật thích ca và đem lời ta thưa phật nhật luân biến chiếu thắng đức có lời hỏi thăm ngài có được ít bệnh ít khổ não đi đứng thơ thới khí lực điều hòa an vui không việc đòi có nhẫn được không chúng sanh có dễ độ không ông đem hoa sen này dâng thế tôn ấy để làm phật sự đến thế giới đó ông nên an trụ vào chánh chi chớ có tâm khinh mạng xem thường đại chúng và cõi phật kia mà tự mình bị tổn đức vì sao vì các bồ tát ấy có oai đức và trí nguyện đại bi khó ai sánh kịp vì nguyện lực mà sanh vào cõi ấy. Vâng lời Phật dạy, Bồ Tát Nhật Quang Minh nhận hoa cùng vô lượng trăm ngàn muôn ước Bồ Tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đảnh lễ Phật, đi nhiễu quanh bên phải Phật và lui ra, khi đi, đại chúng đều đem theo vô số phẩm vật cúng dường tốt đẹp, trải qua các thế giới chư Phật ở phương Tây Nam, ở cõi Phật nào, các vị cũng đều cúng dường, cung kính tôn trọng, khen ngợi, không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, đại chúng đảnh lễ Phật nhiễu trăm ngàn vòng rồi lui qua một bên bồ tát nhật quang minh ở trước phật thưa bạch thế tôn từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương tây nam đến thế giới sau cùng tên là ly trần tụ phật hiệu là nhật luân biến chiếu thắng đức đức phật ấy hỏi thăm thế tôn có được ít bệnh ít khổ não đi đứng thơ thới khí lực điều hòa an vui không việc đời có thể nhẫn được không chúng sanh có dễ độ không? Ngài bảo chúng con đem ngàn cành hoa sen màu hoàng kim này dâng thế tôn để làm Phật sự. Khi ấy, Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy, giải lại thế giới chư Phật ở phương Tây Nam. Nhờ thần lực của Phật, hoa sen ấy bay đến khắp các cõi Phật. Trong mỗi đài hoa ấy, đều có vị hóa Phật ngồi kiết già, thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các Bồ Tát. Chúng sanh nào nghe được, chắc chắn sẽ chứng quả vô thượng Bồ Đề. Thấy sự việc như vậy, Bồ Tát Nhật Quang Minh và các quyến thuộc đều vui mừng hớn hở, khen ngợi cho là việc chưa từng có, đều tùy theo căn lành cúng dường nhiều hay ít. Các vị cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen Phật và Bồ Tát, rồi lui ra ngồi một bên, các cõi phương Tây Nam khác cũng như vậy. Lúc bấy giờ ở thế giới sau cùng của hàng hà sa số thế giới về phương Tây Bắc, tên là chân tự tại, Đức Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Thắng, đang thuyết Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. Trong hội đó có Bồ Tát tên là Bảo Thắng, thấy ánh sáng lớn, đại địa biến động và thân tướng của Phật trong lòng phân vân nên đến trước Phật thưa. Bạch Thế Tôn do nhân duyên nào có điểm này? Khi ấy, Phật nhất bảo cái thắng, bảo Bồ Tát bảo thắng, từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương Đông Nam, đến thế giới sau cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni sắp thuyết Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát, do thần lực của Phật nên có điểm này. Nghe rồi Bồ Tát bảo thắng vui mừng hớn hở thưa, Bạch Thế Tôn, con muốn qua thế giới kham nhẫn, đảnh lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng Bồ Tát, xin Ngài hứa khả cho. Khi ấy Phật nhất bảo cái thắng, bảo Bồ Tát bảo thắng. Lành thay, lành thay, tùy theo ý ông. Nói xong, Thế Tôn đem ngàn cảnh hoa sen màu hoàng kim có ngàn cánh, được trang trí bằng các châu báu, trao cho Bồ Tát bảo thắng và dạy. Ông hãy đem hoa này đến chỗ Phật Thích Ca và đem lời ta thưa. Phật nhất bảo cái thắng, có lời hỏi thăm ngài có được ít bệnh, ít khổ não, đi đứng thơ thới khí lực điều hòa an vui không? Việc đời có nhẫn được không? Chúng sanh có dễ độ không? Ông đem hoa sen này dâng thế tôn ấy để làm Phật sự. Đến thế giới đó, ông nên an trụ vào chánh chi, chớ có tâm kinh mạ xem thường đại chúng và cõi Phật kia mà tự mình bị tổn đức. Vì sao? Vì các Bồ Tát ấy có oai đức và trí nguyện đại bi khó ai sánh kịp, vì nguyện lực mà sanh vào cõi ấy. Vâng lời Phật dạy, Bồ Tát Bảo Thắng nhận hoa cùng với vô lượng trăm ngàn muôn ức Bồ Tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đành lễ Phật, đi nhiễu quanh bên phải Phật và lui ra. Khi đi, đại chúng đều đem theo vô số phẩm vật cúng dường tốt đẹp, trải qua các thế giới chư Phật ở phương Tây Bắc. Ở cõi Phật nào, các vị cũng đều cúng dường, cung kính tôn trọng khen ngợi, không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, đại chúng đảnh lễ Phật, nhiễu trăm ngàn vòng rồi lui qua một bên. Bồ Tát bảo thắng ở trước Phật thưa, bạch thế tôn từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương Tây Bắc, đến thế giới sau cùng tên là chân tự tại. Phật hiệu là nhất bảo cái thắng, có lời hỏi thăm thế tôn có được ít bệnh ít khổ não, đi đứng thơ thới khí lực điều hòa an vui không, việc đời có thể nhẫn được không, chúng sanh có dễ độ không, ngài bảo chúng con đem ngàn cành hoa sen màu hoàng kim này dâng thế tôn để làm Phật sự. Khi ấy Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy giải lại thế giới chư Phật ở phương Tây Bắc, nhờ thần lực của Phật hoa sen ấy bay đến khắp các cõi Phật. Trong mỗi đài hoa ấy, đều có vị hóa Phật ngồi kiết già, thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các Bồ Tát. Chúng sanh nào nghe được, chắc chắn sẽ chứng quả vô thượng Bồ Đà. Thấy sự việc như vậy, Bồ Tát bảo thắng và các quyến thuộc đều vui mừng hớn hở, khen ngợi cho là việc chưa từng có, đều tùy theo căn lành cúng dường nhiều hay ít. Các vị cúng dường cung kính tôn trọng, ngợi khen Phật và Bồ Tát, rồi lui ra ngồi một bên, các cõi phương Tây Bắc khác cũng như vậy. Lúc bấy giờ, ở thế giới sau cùng của hàng hà xa số thế giới về phương dưới, tên là Liên Hoa, Đức Phật hiệu là Liên Hoa Đức, đang thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các bồ tát trong hội đó có bồ tát tên là liên hoa thắng thấy ánh sáng lớn đại địa biến động và thân tướng của phật trong lòng phân vân nên đến trước phật thưa bạch thế tôn do nhân duyên nào có điểm này khi ấy phật liên hoa đức bảo bồ tát liên hoa thắng từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương trên đến thế giới sau cùng tên là kham nhẫn có phật hiệu là thích ca mâu ni sắp thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các bồ tát do thần lực của phật nên có điểm này Nghe rồi Bồ Tát Liên Hoa Thắng vui mừng hớn hở thưa, Bạch Thế Tôn con muốn qua thế giới kham nhẫn, đảnh lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và chúng Bồ Tát, xin Ngài hứa khả cho. Khi ấy Phật Liên Hoa Đức bảo Bồ Tát Liên Hoa Thắng, lành thay, lành thay, tùy theo ý ông. Nói xong Thế Tôn đem ngàn cảnh hoa sen màu hoàng kim có ngàn cánh, được trang trí bằng các châu báu, trao cho Bồ Tát Liên Hoa Thắng và dạy ông hãy đem hoa này đến chỗ Phật Thích Ca và đem lời ta thưa. Phật Liên Hoa Đức có lời hỏi thăm ngài, có được ít bệnh, ít khổ não, đi đứng thơ thới, khí lực điều hòa, an vui không? Việc đời có nhẫn được không? Chúng sanh có dễ độ không? Ông đem hoa sen này dâng thế tôn ấy để làm Phật sự. Đến thế giới đó, ông nên an trụ vào tránh chi. Chớ có tâm khinh mạng xem thưởng đại chúng và cõi Phật kia mà tự mình bị tổn đức vì sao vì các bồ tát ấy có oai đức và trí nguyện đại bi khó ai sánh kịp vì nguyện lực nên sanh vào cõi ấy vâng lời phật dạy bồ tát liên hoa thắng nhận hoa sen cùng với vô lượng trăm ngàn muôn ước bồ tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đảnh lễ Phật, đi nhiễu quanh bên phải Phật và lui ra. Khi đi, đại chúng đều đem theo vô số phẩm vật cúng dường tốt đẹp, trải qua các thế giới chư Phật ở phương dưới. Ở cõi Phật nào, các vị cũng đều cúng dường, cung kính tôn trọng khen ngợi, không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, đại chúng đảnh lễ Phật nhiễu trăm ngàn vòng rồi lui qua một bên. Bồ Tát Liên Hoa Thắng đến trước Phật thưa, Bạch Thế Tôn từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương dưới, đến thế giới sau cùng tên là Liên Hoa, Phật hiệu là Liên Hoa Đức. Đức Phật ấy có lời hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh ít khổ não đi đứng thơ thới khí lực điều hòa an vui không việc đời có thể nhẫn được không chúng sanh có dễ độ không ngài bảo chúng con đem ngàn cảnh hoa sen mổ Hoàng kim này dâng Thế Tôn để làm Phật sự khi ấy Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy, giải lại thế giới chư Phật ở phương dưới. Nhờ thần lực của Phật, hoa sen ấy bay đến khắp các cõi Phật. Trong mỗi đài hoa ấy, đều có vị hóa Phật ngồi kiết già, thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các Bồ Tát. Chúng sanh nào nghe được, chắc chắn sẽ chứng quả vô thượng Bồ Đề. Thấy sự việc như vậy, Bồ Tát Liên Hoa Thắng và các quyến thuộc đều vui mừng, hớn hở, khen ngợi, cho là việc chưa từng có, đều tùy theo căn lành cúng dường nhiều hay ít. Các vị cúng dường, cung kính tôn trọng, ngợi khen Phật và Bồ Tát, rồi lui qua ngồi một bên, các cõi phương dưới khác cũng như vậy. Lúc bấy giờ, ở thế giới sau cùng của hằng hà xa số thế giới về phương trên, tên là Hoan Hỷ, Đức Phật hiệu là Hỷ Đức, đang thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các bồ tát trong hội đó có bồ tát tên là hỷ thọ thấy ánh sáng lớn đại địa biến động và thân tướng của phật trong lòng phân vân nên đến trước phật thưa bạch thế tôn do nhân duyên nào có điểm này khi ấy phật hỷ đức bảo bồ tát hỷ thọ từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương dưới, đến thế giới sau cùng tên là Kham Nhẫn, có Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni sắp thuyết Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho các Bồ Tát. Do thần lực của Phật nên hiện ra điểm này, nghe rồi Bồ Tát hỷ thọ vui mừng hớn hở thưa. Bạch Thế Tôn có muốn qua thế giới kham nhẫn, đảnh lễ cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và các Bồ Tát, xin Ngài hứa khả cho. Khi ấy Phật Hỷ Đức bảo Bồ Tát Hỷ Thọ, Lành thay, lành thay, tùy theo ý ông. Nói xong, Thế Tôn đem ngàn cánh hoa sen mổ hoàng kim có ngàn cánh, được trang trí bằng các châu báu trao cho Bồ Tát Hỷ Thọ và dạy. Ông hãy đem hoa này đến chỗ Phật Thích Ca và đem lời ta thưa. Phật Hỷ Đức có lời hỏi thăm ngài có được ít bệnh, ít khổ não, đi đứng thơ thới khí lực điều hòa an vui không, việc đời có nhẫn được không chúng sanh có dễ độ không? Ông hãy đem hoa sen này dâng thế tôn ấy để làm Phật sự. Đến thế giới đó, ông nên an trụ vào tránh chi, chớ có tâm khinh mạ, xem thường đại chúng và cõi Phật ấy mà tự mình bị tổn đức. Vì sao? Vì các Bồ Tát ấy có oai đức và trí nguyện đại bi khó ai sánh kịp, do nguyện lực mà sanh vào cõi ấy vâng lời Phật dạy, Bồ Tát hỷ thọ nhận hoa, cùng với vô lượng trăm ngàn muôn ước Bồ Tát và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ, đảnh lễ Phật đi nhiễu quanh bên phải Phật và lui ra. Khi đi, đại chúng đều đem theo vô số phẩm vật cúng dường tốt đẹp, trải qua các thế giới chư Phật ở phương trên. Ở cõi Phật nào, các vị cũng đều cúng dường, cung kính tôn trọng khen ngợi, không bỏ qua một cõi nào. Khi đến cõi Phật này, đã chúng đảnh lễ Phật, nhiễu trăm ngàn vòng rồi đứng qua một bên. Bồ Tát hỷ thọ đến trước Phật thưa, Bạch Thế Tôn từ đây đi về hàng hà xa số thế giới ở phương trên, đến thế giới sau cùng tên là Hoan Hỷ, Phật hiệu là Hỷ Đức. Đức Phật ấy có lời hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, ít khổ não, đi đứng thơ thới khí lực điều hòa an vui không? Việc đời có thể nhẫn được không? Chúng sanh có dễ độ không? Ngài bảo chúng con đem ngàn cảnh hoa sen màu hoàng kim này dâng Thế Tôn để làm Phật sự. Khi ấy, Phật Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen ấy, giải lại thế giới chư Phật ở phương trên. Nhờ thần lực của Phật, các hoa sen ấy bay đến khắp các cõi Phật. Trong mỗi đài hoa ấy, đều có vị hóa Phật ngồi kiết già, thuyết đại bát nhã ba la mật đa cho các Bồ Tát chúng sanh nào nghe được chắc chắn sẽ chứng đắc vô thượng bồ đề. Thấy sự việc như vậy, Bồ Tát hỷ thọ và các quyến thuộc đều vui mừng hớn hở, khen ngợi, cho là việc chưa từng có, đều tùy theo căn lành cúng dường nhiều hay ít. Các vị cúng dường cung kính tôn trọng, ngợi khen Phật và Bồ Tát, rồi lui qua ngồi một bên. Các cõi phương trên khác cũng như vậy lúc bấy giờ khắp ba ngàn đại thiên thế giới kham nhẫn đầy châu báu các loại hương hoa thơm đẹp giải khắp mặt đất tràng phan bảo cái răng hàng khắp nơi cây hoa cây trái cây hương thơm cây vòng hoa cây y phục cây châu báu các cây sen lẫn nhau trang trí khắp nơi thật đáng vui thích như ở thế giới liên hoa như lai tịnh độ phổ hoa Như Lai chỗ cư trú của đồng tử mạn thù thất lợi, Bồ Tát thiện trụ tuệ và vô lượng các đại Bồ Tát có oai đức lớn khác. hết quyển thứ 401